Thay mặt Đảng bộ quân tỉnh, tôi xin tham luận với nội dung giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Kính thưa đại hội, 5 năm qua, bên cạnh những nhân tố tích cực, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo, tác động đến hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia. Đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, gia tăng liên kết trong ngoài, hòng tập hợp lực lượng, hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, chuẩn bị điều kiện tiến hành cách mạng màu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ngày càng diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn. Hoạt động phá hoại trên không gian mạng, tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước rất nghiêm trọng. Các hội nhóm trái pháp luật hoạt động ngày càng công khai, thách thức. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Trong tỉnh, quá trình phát triển kinh tế xã hội bên cạnh những thuận lợi, ổn định là cơ bản, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nổi lên là: một, số người nước ngoài đến Ninh Bình tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước, trong đó một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục có những hoạt động phức tạp thông qua viện trợ nhân đạo, triển khai các chương trình, dự án nhằm mục đích thúc đẩy xã hội dân sự. Hai, nhiều dự án kinh tế chậm tiến độ, trên 1.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước bị giải thể hoặc ngừng hoạt động do thua lỗ, thiếu vốn, xảy ra 2-3 vụ đình công với khoảng 13.000 lượt công nhân tham gia. Tình hình khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án diễn biến phức tạp, xảy ra 29 vụ khiếu kiện tập thể. Đáng chú ý, có 162 lượt đoàn với gần 1.600 lượt người khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tuy giảm, song có thời điểm diễn biến phức tạp, phương tiện giao thông tăng nhanh, trong khi kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian qua. Năm, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh tự trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy quan tỉnh đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đổi mới nhiều đối sách, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt mục tiêu bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là chủ động tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh nhiều chủ trương giải pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh tự, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh quốc phòng với kinh tế đối ngoại, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra khủng bố phá hoại, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, tôn giáo, thông tin, truyền thông và an ninh mạng, chú trọng đảm bảo an ninh an toàn lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, đầu tư nước ngoài, các khu cụm công nghiệp, điểm du lịch, các mục tiêu công trình kinh tế trọng điểm, tham mưu giải quyết ổn định 100% số vụ đình công, lãn công, các vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường cũng như các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng ảnh hưởng tác động xấu đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư của tỉnh. Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung phát hiện, triệt phá các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt phá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế tham nhũng ma túy, sử dụng công nghệ cao, thu hồi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng, phạm pháp hình sự giảm 12,6%, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự vượt 14% chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu xã hội đen, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong nhiệm kỳ đã tham mưu tỉnh ủy, ủy ban tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp có ý nghĩa chiến lược mang tính đột phá, điển hình như thông chí số 23 về xây dựng tổ dân phố thôn xóm an toàn, chỉ thị số 10 về quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. 5 năm liền tổ chức thành công chương trình gặp mặt giao lưu giữa lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các chức sắc tôn giáo, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn xóm, người có uy tín chức sắc tương giáo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chiến sĩ được nâng cao, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt và những tấm gương mưu trí, dũng cảm hy sinh trong tác chiến đấu. Đặc biệt Công an tỉnh Ninh Bình là một trong 12 tỉnh trên cả nước hoàn thành sớm nhất việc bố trí 5 cán bộ công an chính quy tại mỗi xã theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Kính thưa đại hội, những kết quả thành tích nêu trên đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các yếu tố bên trong và bên ngoài, nhất là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa, sự chống phá quyết liệt, đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tôn giáo, thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống còn nhiều yếu tố phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nhanh, với cường độ mạnh, khó lường, đặc biệt dịch bệnh COVID có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực kéo dài đến những năm đầu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội, giữ gìn kỷ cương phép nước sẽ vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an phải tận tâm, tận lực vì bình yên cuộc sống. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quân tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đại hội đã đề ra, đồng thời xin đề xuất một số giải pháp như sau. Thứ nhất, các cấp ủy các cấp cần tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, trọng tâm là nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chỉ thị số 46 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình mới, chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, trong đó phải thấm nhuần và cụ thể hóa quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với kinh tế đối ngoại và kinh tế đối ngoại với quốc phòng an ninh. Thứ hai, công tác bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể, tham gia của nhân dân, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt xung kích, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện ngăn ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa, không để đối tượng xấu xâm nhập nội bộ, tăng cường quản lý các hoạt động đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động xuất bản, báo chí, truyền thông và đảm bảo an ninh mạng. Thứ ba, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tác giữ gìn an ninh trật tự. Trước những vấn đề khiếu nại, tố cáo của người dân phải được các cấp, các ngành, chức năng xem xét thấu đáo, kết luận rõ ràng. Nếu cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ có vi phạm, phải được xem xét xử lý nghiêm, xử lý sớm. Đặc biệt trong thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, thì công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách phải được làm trước, làm kỹ, thực hiện đúng quy trình, kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ, công khai minh bạch đơn giá, chính sách áp dụng đảm bảo dân chủ công bằng đúng quy định, tránh làm tắt làm sai dẫn đến khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất an ninh trật tự. Thứ tư, phải xác định rõ trách nhiệm của đứng đầu mỗi cấp ủy Đảng, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, sản xuất kinh doanh phải gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhằm bịt kín những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên cập nhật thông tin để theo kịp sự phát triển của tình hình, từ đó phân biệt đâu là ý đồ địch, đâu là vấn đề kinh tế thuần túy, để chủ động và có giải pháp phù hợp trong mọi tình huống. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, kính thưa đại hội, mục tiêu cao nhất của công tác công an là đảm bảo sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn, phức tạp này, không chỉ riêng lực lượng công an, mà phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Những vấn đề nêu trên, mong các đại biểu cùng chia sẻ, cùng chung nhận thức, chung hành động để góp phần sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Cuối cùng, thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ quân tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.